Xin chào tất cả anh em. Hôm nay cuối tuần mình lên giao lưu với anh em cách sử dụng một chiếc Katia. Có thể là đối với nhiều anh em thì đã là biết cách sử dụng những chiếc bật lửa Katia rất đơn giản như này. Tuy nhiên thì hôm nay mình có giao dịch chiếc bật lửa Katia này. Người dùng cũng là một người mới chơi cho nên là mình làm cái video như thế này. Thứ nhất là gửi cho anh ấy, thứ hai là cũng hướng dẫn một vài anh em mới chơi thì cách sử dụng của những chiếc bật lửa Katia đời mới như thế này, dòng xưa. Những chiếc này thì nó là những chiếc lắc cây vàng. Anh em có thể nhìn thấy cái đĩa vàng ở đây là cái đen này là cái đĩa vàng nhưng mà là cái phần bị nó bị chóc rồi. Cái vỏ nó còn rất là đẹp. Katia thì anh em biết rồi, nó là một trong những cái sản phẩm về nhận diện thương hiệu khá là hay. Cái cơ chế của Katia đây anh em có thể nhìn thấy nó lồi lên, tại sao mà khi mà bập xuống vào thì nó lại ấy, bởi vì nó là cơ chế tay quay lồi. Đấy, khi mình ấn vào thì nó sẽ thu vào đó. Nó có ở phía dưới thì có hai lỗ, thì một lỗ này là thay đá này, lỗ này thay ga này đó. Phần thay ga thì nó khá là dễ, anh em cần lắc móng tay để đây là có đó, ấn vào cái thay ga là được thôi, đơn giản. Còn đây là cái thay đá và chỉnh to nhỏ thì anh em chỉ cần ấn nhẹ này, xoáy theo ngược kim đồng hồ nó ra. Nó rất là đơn giản thôi, ví dụ như mà mình sử dụng ở nhà nó cũng cực kỳ đơn giản, không có gì cả. Em nhìn thấy nó lồi đấy, đó. Xoay vài lần là được. Đây nó có nút này, kéo lên. Thực ra mình cũng rất ít khi làm cái việc này, nhưng hôm nay thì vị khách ấy có hỏi thì mình mới mày mò nó làm. Bởi vì thường những cái sản phẩm như thế này thì mình để cho anh em thợ làm, mình ít đụng vào. Rồi. Đó, và bên trong này nó là có viên đá đấy, anh em khi đổ nó có viên đá này. Đó, viên đá của nó như thế này. Đó. Đây đá của Katia và khi cần thì mình lại cho vào thôi. Nó rất là đơn giản. Đó, và rồi dùng cái này ấn xuống ạ. Là mình lại xoáy lại. Làm ngược lại quy trình ban nãy thôi. Katia thì anh em biết rồi, nó là một trong những sản phẩm nhận diện thương hiệu. Về cách sử dụng thì mình đã khuyên với anh em rồi. Nếu mà thiên về cách sử dụng thì mình vẫn thả thích về Dunhill và Dupont nhiều hơn. Dunhill thì trong cái sản phẩm nó phân khúc bình dân và nó kém hơn một chút so với lại Katia. Tuy nhiên thì đó là về nhận diện thương hiệu thôi, chứ còn về cái cách sử dụng thì mình thấy nó khá là đơn giản hơn và nó dễ dùng hơn. Bởi vì Katia hơi sang chảnh mà cái bánh xe của nó hơi nhỏ, cho nên là khi đánh lửa của nó, và đặc biệt là khi mình bật lửa thì nếu mà một ngày mình hút thuốc nhiều ấy, thì nó sẽ bị đau tay, nó có bị hiện tượng đau tay. Cái bơm ga của nó thì khá đơn giản thôi. Cái bơm ga thì đối với lại ví dụ như là Dupont thì anh em phải có một cái ngòi chế, ví dụ như ngòi nhựa này, hoặc là có thể mua ngòi thép, ví dụ như là cái ngòi nhựa thép thì nó khoảng 700-800 ngàn thì đấy. Mình tiết kiệm hơn thì mình chế những ngòi nhựa này. Bây giờ mình sẽ bơm ga cho anh em. Cái bơm ga ở Katia thì nó lại khá là dễ, bởi vì cứ dùng ngòi trực tiếp này ấn chặt là được. Nó khác với Dunhill và Dupont. Cái ga nó là khí lạnh.
Có lẽ chưa vào. Có lẽ là mình khi mình ấn cái ga vào mình ấn không chặt, bởi vì mình thường sử dụng các đu phông và đun hiêu nhiều hơn. Mức lửa này có vẻ hơi to, xoay nhẹ. Anh em thông cảm, thì mình cũng là người tiêu dùng thôi, chứ còn thực ra ví dụ những cái sửa chữa về đồng hồ, về bật lửa như này chủ yếu là anh em thợ, mình biết thì cơ chế, nhưng mà ví dụ như cầm ở những cái việc này thì là mình lại thường ít va mà. Hôm nay lên trình làng biểu diễn với anh em ạ, xịt quá. Vâng, xin cảm ơn anh em.